bóng đèn. Thằng nhân vậy. Chào tất cả mọi người. Đầu quay thì có ba ông Nam Hoàng Phi và Nick Hùng ngày hôm nay và đến với chương trình mục đích là tạo tiếng cười cho quý vị khán giả trên chương trình Anh Gây Chớp. Và Phan cũng hy vọng là đầu của mình có thể trả lời được nhiều câu hỏi. Ngoài cái chuyện vui qua thì có một chút gì đó hỏi để mà mang về, cũng không cần phải cao lắm. Quang cũng chỉ cần hy vọng trả lời khoảng 10 câu cầm 20 triệu về thôi. 10 câu cầm 20 triệu về thôi là đủ. Về Quang thì cũng rất thích xem chương trình Nhanh Như Chớp. Quang ấn tượng nhất là anh Mạnh Văn Khoa. Cái kỷ lục mà anh Trường Giang đặt cho anh Khoa đó là khi mà anh Trường Giang vừa tay vào ghế thì anh Khoa là người duy nhất không làm cho anh Trường Giang bị đánh. Có một thói quen của Trường Giang khi hỏi Mạnh Văn Khoa là hay đứng như thế này mà tựa tay vào cái thành xe này nè mà chưa bao giờ bị ngã. Bị sao? Lên xuống liền hả? Em hiểu mà. Chưa giờ bị ngã. Khi mà con xem chương trình ở TV thì Quang nghe anh Trường Giang và chị Harry Won. Khi mà đọc xong câu hỏi thì Quang cũng thử xem mình tự mình ngồi mình trả lời xem cái vốn cái trí óc của mình nó nhanh nhẹn tới cỡ nào. Thì thường là trong tất cả các câu hỏi Quang thì trả lời khoảng 4 đến 5 câu. Quang thích nhất về lĩnh vực lịch sử và văn học. Còn cái môn mà Quang sợ nhất mà Quang tin là tất cả mọi người ở đây ai cũng sợ là môn toán. Cũng như Quang nói, đây là một cái chương trình chủ yếu đến đây là muốn tạo tiếng cười cho người khán giả. Cho nên là những cái câu đố mẹo, cho dù là Quang có nghĩ ra hoặc là không nghĩ ra thì Quang cũng cố gắng tìm cách nào đó để làm cho để có một câu trả lời có thể vui nhất có thể làm cho mọi người cười và thoải mái.